Thưa quý vị, để các em học sinh ngày càng yêu lịch sử, văn hóa thành phố cũng như đất nước, Bảo tàng Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt tổ chức những tiết học ngoại khóa cho các em tiếp cận với lịch sử, văn hóa một cách dễ dàng nhất. Nắm bắt tâm lý của các em học sinh là thích vừa học vừa chơi, những tiết học ngoại khóa về lịch sử văn hóa như thế này tại di tích giúp các em thẩm thấu được kiến thức nhanh hơn. Em biết thêm được nhiều hơn về lịch sử của thành phố Đà Nẵng, về những giai đoạn hào hùng cũng như là về những quãng mốc quan trọng trong lịch sử Đà Nẵng, và em nghĩ rằng là những thông tin đó sẽ giúp cho bọn em hiểu thêm được về một lịch sử hào hùng của thành phố Đà Nẵng. Có thể nói là việc giáo dục các con, nhất là thế hệ trẻ như học sinh, thì đưa các con tới di tích lịch sử, các bảo tàng, thì đây có thể nói là một cái cách làm rất là hay của bảo tàng, giúp cho cái việc giáo dục các con là trở nên là tốt hơn rất nhiều, mềm hơn rất nhiều và hấp dẫn hơn các con rất nhiều. Với không gian ngay tại di tích, nhân viên bảo tàng sẽ trực tiếp giảng dạy cho các em những nội dung đã được chọn lọc, làm sao để các em tiếp cận, hiểu về văn hóa, lịch sử dễ dàng nhất. Đặt mục tiêu học tự phát qua học tự giác. Bảo tàng Đà Nẵng mong muốn thông qua những tiết học ngoại khóa này tạo dựng cho các em niềm đam mê tìm hiểu, tự giác nghiên cứu để không ngừng nâng cao kiến thức về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Hiện nay các em có rất nhiều cái sự lựa chọn trong các hình thức về tìm hiểu lịch sử văn hóa, thì cái thách thức của bảo tàng là phải cạnh tranh với điều đó để làm sao để giữ được cái niềm yêu thích của các em và cái sự quan tâm của các em vừa lịch sử văn hóa vừa phải đến với bảo tàng. Cái thứ hai là cái đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của các em thì phải có đòi hỏi một sự hiểu biết nhất định, các em thích cái gì, và chúng ta sẽ cân bằng giữa nhu cầu của các em với lại những cái gì mà chúng ta có. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng có một điều thuận lợi là nó không phải khó khăn mà thuận lợi là chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất là lớn của ngành giáo dục đào tạo của thành phố và cũng như các đoàn thanh niên, thì đó cũng là động lực để cho chúng tôi tiếp tục để phát triển các chương trình mới cho các em học sinh.